Thưa quý vị, những ngày gần đây thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành chi hỗ trợ đợt 3. Tuy nhiên trong quá trình triển khai chi trả cho người dân thì nhiều người đã bị chi trả nhầm. Mới đây chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 cho biết tổ công tác phải nhận lỗi với người dân vì đã không kiểm tra kỹ, sau đó giải thích lý do chi nhầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 Nguyễn Thế Dũng cho biết để nhận hỗ trợ đợt 3, người dân tự kê khai thông tin nộp cho tổ trưởng dân phố và trưởng ấp. Từ các thông tin này, hội đồng xét duyệt của xã phường thị trấn sẽ thẩm định. Sau đó, danh sách này được gửi cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung để lọc. Tuy nhiên, số người có nhu cầu nhận là quá nhiều, như phường 14 lên đến 43.600 người. Áp lực thời gian, một người đảm nhận nhiều việc nên công tác nhập liệu là không tránh khỏi sai sót. Ngoài ra, quận 11 cũng có gần 6.000 trường hợp bị trùng thông tin không đáp ứng đúng tiêu chí nhưng vẫn được nhận hỗ trợ. Quận này cũng cho biết quận chỉ có 5 ngày để ra soát, cập nhật danh sách lên ứng dụng, nên sai sót là điều khó tránh. Một số chuyên gia chính sách công thì cho rằng với số lượng người là quá lớn, bối cảnh dịch cấp bách, thời gian thực hiện ngắn, gói hỗ trợ vốn chưa có tiền lệ nên sai sót chi nhầm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cần phân biệt việc chi sai hỗ trợ do khách quan, lỗi kỹ thuật hay cố tình trục lợi để có thể xử lý phù hợp với cán bộ phụ trách cũng như người dân. Với trường hợp nhận nhầm, giải pháp tốt nhất địa phương vận động trả lại bởi họ cũng là người dân thành phố có đóng góp vào ngân sách suốt thời gian qua nên cần được thông cảm. Gói hỗ trợ thứ ba được thành phố Hồ Chí Minh thông qua hồi cuối tháng 9 với kinh phí là 7.300 tỷ đồng giúp đỡ 7,3 triệu người khó khăn vì Covid-19 bị mất việc không còn nguồn thu nhập nào. Khác những đợt trước, lần hỗ trợ này không tính hộ mà theo nhân khẩu. Mỗi người nhận 1 triệu đồng không phân biệt thường trú, tạm trú hay là lưu trú. Và cho đến thời điểm này thì khoảng 5,3 triệu người đã nhận tiền, chiếm tỷ lệ 78%, vẫn còn 1,5 triệu người chưa được nhận tiền. Việc giải ngân dự kiến đến ngày mùng 7 tháng 11 tới. Vào từ ngày mùng 1 tháng 11 đến 15 tháng 11, thành phố tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc chi hỗ trợ.